Hai, xin chào cả nhà. Thì hôm nay chào mừng các bạn đến với kênh của chị Ông Vlog nha. Thì hôm nay mình lên đây để chia sẻ với cả nhà về cái trái cây. Thứ nhất là thưởng thức trái cây nha. Trái cây giải mùa này người ta nhập xuống Sóc Trăng của mình, với lại mình sẽ ăn xôi. Ăn trái giải, ăn xôi. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái app và chỉnh sửa clip để khi mà mình làm video á, nó sẽ không bị rung lắc và sẽ thu hút được người xem. Bây giờ trước tiên là mình mời các bạn ăn trái cây nha. Rồi các bạn đừng rời màn hình, để ăn xong mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái app mà hướng dẫn sử dụng cái app để mình chỉnh sửa clip cho nó sinh động, cho nó hay, cho nó cuốn hút người xem nha. Rồi, bây giờ xin mời các bạn ăn trái giải với mình. Đây là trái giải người ta nhập ở đâu ngoài Bắc vô á, chứ quê mình thì không có trồng trái này nha các bạn. Đó, giờ trước tiên trái giải là hồi sáng mình đi chợ mua mua được một ký là 35.000, nhưng mà ở ngoài Bắc á là có mười mấy ngàn thôi nha các bạn. Lại tới đây thì 35.000, tính ra thì cũng rẻ không có mắc đó. Người ta chuyển rất là xa nha. Đây, đây là những cái trái giải rất là ngon nè. Các bạn lựa giải á, chỉ cho các bạn lựa nha. Các bạn lựa những trái giải mà nó còn dính cái cuống vậy nè, rồi mình câu chỗ cái cuống nó không có sâu á là nó mới chín. Và trái giải á, đây, nhìn trái giải nó rất là tươi, không có bị đen đen nha. Đen đen là hư nè. Thường là ở đây là có bị sâu lắm, cho nên mình lựa ngay chân cái cuống không có sâu nè. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn giải mình nha. Rất là ngọt, ngọt thơm. Cái hạt có chút xíu. Rồi đây trái nè, đó mình lựa ngay cái cuống này nè là nó không có sâu á là được. Ta lấy ra đây, bẻ ra nè, chưa ngon lành, chưa khô queo luôn nha. Trái giải rất là ngon. Dày à, dày mơ. Giải hột tiêu hột có xíu. Ngọt quá nè, ngọt ngay luôn đó. Mình lấy như thế này nè, mình lấy cái cuốn mình bành ra vậy nè là được nha. Thì nói thật là khi mà mình làm clip á các bạn, thì mình quay á là không có cái khi nào mà nó đứng im đâu, nó sẽ rung lắc, cho nên là phải dùng cái app thì nó mới là đứng im được nha. Rồi nó không có bị giật đó, là mình phải sử dụng cái app. Thì một hồi mình sẽ chia sẻ với các bạn cái app gì nha. Chứ các bạn không dùng app á là sẽ bị rung lắc, dù cho điện thoại mình có chống rung chống lắc thì cái tay mình nó đâu chống được đâu. Cho nên là nó cũng có cái app thì cũng đỡ hơn chút. Đó, thường là các bạn xài cái app là gì Master vậy đó. Còn mình không xài app đó nha, xài app khác. Miễn phí nha các bạn. Hồi đó mình sẽ hướng dẫn. Ngon quá. Giải mùa này là đúng mùa luôn á, rất là ngon. Ngon ghê, mỗi phát luôn. Trái nào cũng ngon rồi nè. Mời các bạn nữa nha. Ngon á. Trái này nghe nói ăn nóng vậy, không biết sao á. Nó nói ăn nhiều nóng. Đó, còn nó ngon rồi nè. Ê, bây giờ khô queo trái giải. Chỉ cho các bạn cái cách
tách cái trái giải ra khỏi cần dao đâu nha. Nó ngọt mà thơm. Đây có hai phần, cái cuốn nè, bên này là u ra, bên này là lõm vô đó, nhớ nha, bên này u ra nè, bên này lõm vô nè. Mình nắm cái phần u này nè, mình lôi ra, cái phần lõm này nó sẽ bằng ra được nè, đó. Các bạn nè, đó, thấy chưa, đó, tách ra được nha. Đây là cái bí quyết nha các bạn, bí quyết để mình tách cái quả giải không cần phải dùng dao đó. Rồi các bạn để ý nha, bên này là, bên này là nó u ra nè, thấy chưa, bên này lõm vô à, đó có cái đường này à, đó, mình sẽ dùng nắm ở bên u này nè, đó, các bạn nhìn cho kỹ nha, đấy. Tức là đó, bên này nè, bên này nè, đó là mình nắm bên này mình lôi ra, còn mình nắm bên này mình lôi ra là nó đứt cuốn nha, không được nè, đó thấy chưa. Cách tách cái quả giải gọn gàng, gọn lẹ, dễ, đơn giản. Giải hột tiêu ngon. Rồi bây giờ tới cái này, này không biết chua không, thử miếng. Ăn cơm rồi các bạn mới ăn được mấy cái này nha. Ồ, trắng nhách à, chắc là chua nè. Thử coi. Thử miếng thôi chứ mình ăn không hết đâu. Ồ, cái màu của bột chua dữ á. Thơm, chai này thơm, ngon, trắng tươi như gái 18. Thử. Ồ, chua. Chua lắm. Chua nhưng mà ngon. Nó trắng chua. Chua nhưng mà cũng có vị ngọt. Rồi, thôi ăn nhiều thôi. Bây giờ mình mời các bạn hướng dẫn màn hình để mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách tải cái app chấm gung chấm lắc và ghép nhạc ghép các thứ vô để mình làm một cái clip cho nó hay nha. Rồi xin mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái phần mềm về nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô CH Play này nè. Đó, mình sẽ vô CH Play. Đây, đối với điện thoại Samsung nha, hệ điều hành Android thì mình sẽ bấm vô đây. Là phần mềm là insert à, insert nè, insert đây, đây nha các bạn, đó các bạn thấy cái ô này nè, đó, cái ô này insert chỉnh sửa video là mình sẽ chọn cái này nha. Đấy, mình đã cài đặt rồi thì mình mở thôi, mở lên. Đó, mình mở lên nha. Đó, mở lên xong rồi các bạn thấy ba ô nè. Bây giờ mình sẽ ghép video. Đấy, mình sẽ bấm vô ô đầu tiên này. Bấm vô. Đó. À, mình sẽ bấm vô chữ mới. Đây, bấm vô đây. Đấy. Rồi, mình sẽ chọn clip. Đây, mình sẽ chọn clip. Thí dụ như mình chọn cái thứ nhất đi, cái này. Đấy, một cái. Đó, mình chọn xong cái này nha, mình sẽ bấm vô đây tích. Còn mà nếu mình chọn hai cái thì mình bấm tiếp cái này, đấy. Thí dụ mình chọn cái này, rồi. À, cái này đi. Đấy, cái này tiếp nữa, rồi mình sẽ chọn vô cái này.
tích này. Đấy. Thấy chưa? Rồi, đó là mình được hai cái clip nha, ghép với nhau. Rồi bây giờ các bạn muốn thêm bớt thì các bạn sẽ gõ vô đây. Đó. Giờ mình muốn thêm, mình muốn kéo lại, kéo vô kéo ra gì đó là mình kéo chỗ này nha các bạn. Đấy. Đó, các bạn kéo nè, kéo vô kéo ra gì là mình kéo chỗ này, mình thêm bớt gì đó nha. Rồi, đó là thêm bớt rồi. Bây giờ mình được hai đoạn clip rồi. Bây giờ mình sẽ bớt nè, đó, bớt ra bớt vô nè. Đấy. Rồi bây giờ mình muốn thêm clip nữa, ăn trước ăn sau, nếu ăn trước thì chúng ta kéo ăn trước. Đấy. Rồi các bạn sẽ bấm vô cái dấu cộng này nè. Ha. Đây là cái phần mềm nha, phần mềm mà có nhiều cái chức năng. Đây cái hàng ở trên này nè. Đây cái hàng trên này nè là các cái chức năng nè, các bạn tìm trong này. Ví dụ như nhạc nè. Kích thước nè, nhạc nè, đó các cái hình nè. Rồi thêm tên nè. Bây giờ trước tiên là mình sẽ ghép cho các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ ghép thêm một đoạn nữa. Đấy. Đoạn nữa mình sẽ vô dấu cộng này nè. Vô dấu cộng này. Mình bấm ngay chỗ hàng dưới này. Đấy, bấm hàng dưới này. Bây giờ mình sẽ chọn thêm một cái nữa. Ví dụ như cái này đi. Rồi, bấm thêm cái này nữa. Rồi, bấm được rồi. Mình sẽ xuống đây, mình tích vô đây. Tích vô đây. Đấy, đó. Là nó nối cho các bạn tiếp tục là thấy chưa? Này, đó. Giờ mình coi là nó nối lại với nhau nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ cho cái này nó ra trước. Đó, thì mình sẽ bấm vậy. Đó, xong rồi mình sẽ nhá đại vô đây nè. Đó, là nó nối lại với nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ điền tên nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ điền tên, thí dụ như cái tên chị Âu Vlog đi. Thì các bạn bấm vô cái chữ này nè. Chữ tờ đây nè. Đó. Bấm vô. Rồi trên này nó có cái thanh nè. Đánh chữ vô. Chi Âu. Ừ. Cái này nó ra chị thì mình bỏ đây. Chi nè. Âu nè. Quê lóc nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dời nó lên cái vị trí mà mình thích. Thì các bạn sẽ nhá vô cái chữ này nè. Đó, nhá vô chữ này mình sẽ lôi lên nha. Thích cái góc nào thì mình lôi lên cái góc đó. Thích để ngay chánh giữa thì mình cứ để chánh giữa. Rồi mình sẽ vô ngay chỗ cái chéo này nào mình chỉnh nè. Lôi ra lôi vô vậy đó. Các bạn đừng có vô chỗ chéo đỏ này là nó mất nha. Đó, xong là được. Được rồi, mình sẽ làm gì? Mình sẽ đánh vô cái dấu tích này nè nha các bạn. Đấy. Đánh vô dấu tích này là được. Đó, được chị Âu Vlog góc trên rồi. Bây giờ mình muốn cho nó chạy hết clip luôn thì mình sẽ nhá vô cái đuôi này nè. Nhá vô cái đuôi này. Đó, nhá vô, đó. Rồi các bạn, chọn ô đầu. Chọn ô đầu là nó tới hết cái clip của mình luôn nha. Từ đầu tới cuối luôn. Rồi bây giờ các bạn muốn gắn nhạc thì các bạn kéo về dây. Các bạn tích vô đây rồi, chọn rồi đó nha. Bây giờ tới gắn nhạc nè. Chọn nốt nhạc nè. Đó, chọn nốt nhạc. Rồi, chọn cái ô đầu. Ô đầu. Bây giờ các bạn thích nhạc nào thì các bạn kéo lên nhạc đó. Giờ thí dụ như nhạc InShot đi. Mình thích cái ô đầu đi. Đó, mình sẽ chọn ô đầu. Rồi, mình chọn vô chữ dùng này nè. Dùng nè. Đấy, rồi các bạn mở lên các bạn coi nghe thử nha. Đấy. Đấy, chưa? Đó là được. Nghe thử nè, đó là được nè. Xong rồi mình sẽ chọn. Đó, chọn. Chọn thì các bạn đánh vô dấu tích là các bạn chọn. Rồi, đó là các cắt ghép và... Rồi, sau đó các bạn làm xong rồi. Bây giờ tới các bạn lưu. Đó, đây là các hiệu ứng nè. Cắt nè. Cắt nè. Cái kéo đó nè. Kéo này là cắt nha. Cái này là xóa bỏ nè. Không thích đó thì cứ chọt vô xóa bỏ. Cắt là cái này. Bây giờ mình muốn cắt thì mình cứ bấm vô đây. Đấy. Cái đoạn này muốn cắt nè. Thì các bạn cắt tới đâu thì các bạn lùa vô tới đó. Đây, lùa vô lùa ra vậy nè. Đó. Thích cắt tới đây thì mình cắt tới đây. Xong rồi mình sẽ đánh vô dấu tích này. Đó, đánh vô là nó cắt cho các bạn. Hoặc là còn cái cách nữa là các bạn sẽ lùa cái này nè. Đó. Kéo cái này nè, kéo ra kéo vô được nè. Đó, mình cắt cái này nó hơi chậm, cắt cái kia thì nó hơi lẹ. Rồi xong rồi các bạn sẽ lưu. Đây có cái nút lưu nè. Bạn bấm vô. Đó. Bấm vô chỗ chữ lưu này luôn nha. Ở dưới này mình mặc định mình lưu rồi.
nhớ là 720 thôi, đừng có nhiều quá nó không hay đâu, 720 nha. Rồi vô đây lưu nè, bấm vô đây. Đó, bấm vô đây là nó sẽ lưu cho mình như thế này. Đó. Rồi. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Sau đó chúng ta sẽ vô chỗ nếu nó lưu xong thì mình sẽ vô ngay chỗ cái đây nó đang chạy nè, nó đang lưu nè, các bạn để cho nó chạy hết luôn nha. Rồi mình sẽ vô chỗ mà cái hình ảnh của mình á, lát nữa sẽ có ở trên đó nha các bạn. Rồi, bây giờ để cho nó lưu đi. Đó, nó đang lưu nè. Đó, xong rồi các bạn sẽ chở ra. À, các bạn chở ra cái chỗ mà đây, các bạn sẽ chở ra cái chỗ bộ sưu tập của mình nè nha. Đó, mình đã chia sẻ với các bạn xong cái app để mình làm clip nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Zalo hoặc là Facebook mình có để ở chỗ cái phần mô tả. Rồi xin chúc các bạn là một một kỳ nghỉ hè thật là thành công với nhiều cái clip hay. Rồi xin tạm biệt cả nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Chi Âu Vlog. Nếu các bạn có yêu thích cái kênh này, hoặc là mình có những gì sơ sót thì mong các bạn góp ý ở chỗ comment, like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần để chúng mình cùng vươn lên các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. See you again.